Lạ thật. Mày là cái thằng chưa bao giờ nặng lời phụ nữ một câu. Thế mà hôm nay mày mắng con Pu không trượt một phát nào. Mày đúng là ma friend của tao. Để đó, chị dạy cho mày mấy thế võ phòng thân. Nè, thằng nào á mà sàm sỡ mày á, mày lấy cái chân mày xước thiệt mạnh vô trong hang nó, giống như mình xước trái banh á. Tờ vật. Đây là tiền cảm ơn, bởi vì ngày hôm qua anh đã giúp đỡ Pu. À, mình cần nghèo mình ngại. Nhưng nhận xong thì từ ngày hôm nay anh với Pu không còn nợ nần gì cả, và Pu với anh cũng không còn ân huệ gì nữa.